Vâng, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì là ngày cuối tuần nên mâm cua của dì Ba đã hết rất là nhanh. Hiện giờ trên mâm cũng chỉ còn khoảng 4 con cua nữa thôi. Hôm nay thì có một cái vị khách không lấy cua. Vị khách này đã đặt 5 ký cua nhưng mà đến bây giờ thì vẫn chưa lấy. Mặc dù mọi người đã gọi cả chục cuộc cho vị khách này nhưng vị khách này không bốc máy. Có thể là sau một khi mâm cua này hết thì dì Ba sẽ tiếp tục phải bán cua tiếp. Do là cua khách đặt không lấy. Nhiều quá, mình thấy điện nhiều lần chưa? Nhiều lần thôi. Nhưng sớm giờ rồi. Chạy ra không ta? Không có, không có quy tính. Cô thấy không thích gì đâu, cô thấy nó trong vòng rồi nửa tiếng. Vâng, 5 ký cua này sẽ được bán tiếp. Vâng, hy vọng là mọi người khi đặt cua thì cố gắng đến lấy để cho dì Ba còn biết để tính toán việc kinh doanh của mình. Nếu mà khách mà không lấy cua như thế này thì rất là dở việc cho dì Ba. Tại vì đôi khi bán hết cua rồi nhưng mà khách cua của khách đặt thì vẫn còn. Thì rõ ràng là dì Ba vẫn phải tiếp tục để ngồi để bán tiếp. Việc này cũng khá khó cho dì Ba. Chúng ta cố gắng khi đặt cua thì sắp xếp thời gian để đến lấy. Như vậy thì sẽ giúp dì Ba tốt hơn. Một con thịt má.
Vâng, rất may là sau khi dì Ba đổ cua ra bán tiếp thì có khá là nhiều vị khách đến tiếp tục ủng hộ dì Ba. Chắc là 5 kg cua này sẽ bán được nhanh thôi. Ký cua còn lại thì có cả cua gạch, cua thịt. Có những cái con cua thì nó có vừa mới có gạch ít thôi. Nó có cả thịt cả gạch. Vâng, mâm cua bây giờ đã chính thức hết rồi. Chỉ sau khoảng 10 phút thôi thì 5 kg cua còn lại cũng đã bán hết. Còn cua gì vậy? Dễ quá. Bây giờ qua dì Ba đi chứ hồi nay con dễ quá rồi. Qua con ra rồi dì Ba mà. Vậy hả? Không có bán. À quên, không qua bệnh. Con đi đâu? Con dì Ba bệnh. Con đi bớt, con dì Ba bán. Có dì Ba người ta đi làm. Vâng, anh chị này mua 3 lần cua nhưng mà không mua được. Vâng, nhiều người đến đây 3-4 lần nhưng cũng không mua được cua các bạn. Ủa, mình đi từ đâu tới anh? Hả? Mình đi từ đâu tới? Quận 8. Quận 8 à, gần à. Hôm nay thì có một cái vị khách rất là đặc biệt ạ. Cái chị này thì bịt kín mặt lại để đến mua cua. Nhìn như một ninja thuần thục. Hỏi làm à? Thôi làm bịch nhỏ đi, dì Ba đừng có làm đi. Hả? Làm đi.
thúy luôn á. Tên Thúy luôn đúng không? Rồi, đây chị. Vâng, đây là một vị khách đặt hàn cua. Đến sau nhưng vẫn còn, tại vì ai đặt trước thì vẫn còn. 416 này kìa. Vâng, hai bạn trẻ này thì đặt cua từ trước. Và bây giờ thì bán xong cua rồi nhưng mà cua thì vẫn còn. Ai mà đặt trước thì một gạch một thịt đó chị gái. Thì dễ có cua hơn. Đây, có giá luôn ha. Cha ơi, cái này là người thí hưởng thì ba này là luật sư nè, con biết là luật sư. 416 ngàn. Người ta giống tên. Có. Có một vị khách hảo tâm đã gửi cho dì ba hai phần quà nước yến. 40 ngàn á. Nhiều quá không hết. Uống từ từ dì ba. 100 ngàn hả? Dạ, đây đây đây, 100 ngàn. Đó chưa, lấy lợn gói đi. Rất là nhiều người giấu mặt đến giúp dì ba và ủng hộ cho dì ba. Giấu mặt cho dì ba. Phần quà. Nghe nghe danh tỷ người ta nói chị Mai có quà. Chị được không con? Dạ. Rồi em về cô. Hai phần nước yến. Nghe chị ba bệnh xấu. Tắm cổ chưa? Dạ, tắm cổ. Cảm ơn con nhiều con. Chị uống nha, chị ba bỏ vô ngang bán cho chị đó. Chị ba, chị ba. Vâng, đây là một bạn trẻ đã ăn cua của dì ba từ năm 3-4 tuổi. Đến nay thì vẫn tiếp tục ủng hộ dì ba.